chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành. Và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không được thì mình buồn, chứ mình không cần tiếc nữa. Chị ấy đã rất là giỏi rồi, và chúng ta cũng đã rất đoàn kết. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có sự tự tin, dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng rồi ngày mai phải lớn đôi, bao sóng gió với những giọt mồ hôi, trân trọng hơn cuộc sống này và học được nhiều điều hay. Đặt bàn tay lên trán đi bao điều, chợt nhận ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ ai cũng sẽ phải lớn để hiểu chuyện hơn, cuộc sống cho ta buồn vui. Chúng ta có những khó khăn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau. Mẹ không thể hiểu được nỗi buồn của tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mẹ. Tháng năm về sau, mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh. Bất kỳ người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn, thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc đã làm. Thấy đúng không? Thầy muốn nói với em một điều như thế này. Trưởng thành đến nơi rồi. Trưởng thành đến nơi rồi thì hãy lớn lên. Lớn từ trong tư duy đi. Đúng không ạ? Bây giờ mình muốn thành công thì mình phải tạo sự khác biệt thôi. Mình muốn là trở thành một người mà xã hội lựa chọn. Mình muốn là gì ạ, khẳng định chính bản thân mình. Thì mình phải tạo ra sự khác biệt. Chứ không còn cách nào khác. Khi nào chừng nào mà em vẫn còn thời gian để sử dụng điện thoại để làm sao, để là lên mạng để làm những cái trò giải trí rồi vân vân, thì em phải xem lại chính bản thân mình. Bởi vì là nhan sắc nào cũng sẽ đàn tai, chỉ có trí thức mà lại lạ. Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình. Bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Chính vì con người không thể nào thay đổi được bản thân, cho nên mới có hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi vẫn không thể thay đổi. Rồi dựa vào đó, người ta sẽ bắt đầu phân biệt. Và những người bị phân biệt thì chỉ có thể làm được một việc, chính là chân chân thất bại. Vào tháng 9 năm nay, bạn sẽ đến được thành phố bạn muốn đến, bắt đầu một cuộc sống khác, gặp gỡ những người khác nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện một tình yêu ngọt ngào, tất nhiên sẽ phải một mình bắt chuyến xe cuối cùng trong năm. Nhưng trước tiên, tôi mong bạn thực hiện lời hứa, kiên trì, nỗ lực, không phụ ơn dạy dỗ, không hổ thẹn bản thân. Chúc các bạn có được điểm số thắp sáng cả mùa hè, rực rỡ như pháo hoa. Nếu
kỳ tích không chiều của bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một. Kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều đang dần chậm đến. Miễn